Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, củ cải trắng còn được coi là nhân sâm mùa đông bởi những tác dụng của nó trong việc hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, thì nó còn hỗ trợ là điều trị một số bệnh lý nhất định. Đây là thực phẩm được nhiều người yêu thích. Ngoài ra thì nó còn có nhiều công dụng mà chắc hẳn quý vị chưa biết đến đâu ạ. Và dưới đây sẽ là 10 công dụng của củ cải trắng. Những công dụng tuyệt vời của củ cải trắng. 1. Củ cải trắng trị ho. Trong củ cải mang tính hàn, có thể chống sung huyết, chống hình thành chất nhầy trong cổ họng. Do đó, nó có thể chữa ho rất tốt. Vào mùa đông, khi bị ho, bị đau cổ và xuất hiện nhiều đờm gây khó chịu, bạn nên bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn của mình. Ngoài ra, củ cải trắng còn hỗ trợ cho người bị nghẹt mũi và rất tốt cho phổi. Bên cạnh đó, củ cải trắng còn giúp tăng khả năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh nhiễm trùng, gây cảm và ho. 2. Củ cải trắng trị đau nhức. Tác dụng của củ cải trắng rất tốt trong việc điều trị đau nhức. Trong củ cải có chứa một hàm lượng chất cay. Chất cay này giúp cơ thể kháng khuẩn, hoạt lạc gân cốt, do đó có khả năng giảm đau rất hiệu quả. Vào mùa đông, một số người có tình trạng bị mỏi cơ hoặc đau khớp. Lúc này, có thể dùng củ cải trắng để trị đau nhức bằng cách gọt lấy vỏ củ cải đắp lên chỗ đau hoặc bỏ củ cải vào một chiếc túi vải để chườm nóng. Phương pháp này đảm bảo giảm đau rất hiệu quả. 3. Chống táo bón. Do chế độ ăn sai cách và lười vận động mà một số người mắc phải tình trạng táo bón. Lúc này, củ cải trắng được biết đến như một loại thần dược để cứu nguy cho những ai bị táo bón. Trong củ cải có chứa nhiều vitamin, bên cạnh đó nó còn chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Các chất xơ này có thể xúc tiến dạ dày nhu động, giúp làm sạch thức ăn, cặn bã bị mắc kẹt trong ruột già, đẩy ra ngoài và tiêu trừ táo bón. 4. Giảm nguy cơ ung thư. Trong thành phần của củ cải trắng có chứa chất phytochemical và anthocyanin. Hai chất này là hoạt chất có tính chống ung thư. Bên cạnh đó, lượng vitamin C có trong củ cải còn có tác dụng như một chất chống oxy hóa. Chất oxy hóa này có thể ngăn chặn những tồn tại do gốc tự do gây ra. Từ đó, nguy cơ ung thư được giảm đáng kể. Ngoài ra, do có sự xuất hiện của isothiocyanate kết hợp với chiết xuất từ rễ của củ cải trắng, tạo nên cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính, từ đó tiêu diệt các tế bào ung thư. 5. Cân bằng huyết áp. Củ cải trắng chứa nhiều kali giúp duy trì sự cân bằng natri và kali trong cơ thể. Việc duy trì này giúp cho huyết áp luôn ổn định. Ngoài ra, lá củ cải còn có tác dụng hạ huyết áp cho những người bị tăng huyết áp đáng kể. 6. Giữ cho thận khỏe mạnh. Củ cải có công dụng rất lớn trong việc phòng chống các bệnh như viêm đường tiết niệu. Các hợp chất diuretic tự nhiên trong củ cải có thể cải thiện sức khỏe của thận. Các hợp chất này đóng vai trò như một chất tẩy rửa, giúp loại bỏ các độc tố nguy hiểm ra khỏi cơ thể. 7. Ngăn ngừa bệnh vàng da. Củ cải trắng còn được biết đến như một loại thực phẩm có tác dụng thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố. Do chứa nhiều nước và hàm lượng chất xơ cao, nên đường ruột của bạn được làm sạch hơn. Ngoài ra, củ cải còn có thể ngăn ngừa bệnh vàng da. Loại củ này giúp điều chỉnh lượng bilirubin trong máu và cung cấp oxy cho cơ thể. 8. Phòng tránh thiếu máu. Củ cải đường có vitamin B12 tự nhiên và thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp hemoglobin. Do đó, lượng oxy hemoglobin tăng cao, giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu. 9. Ngăn ngừa nhiễm virus. Vì hàm lượng vitamin C trong củ cải đường cao, nên nó có tác dụng làm sạch cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường đề kháng. Tiêu thụ củ cải đường thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa tình trạng cơ thể nhiễm virus. Dù tốt, nhưng việc ăn củ cải trắng cũng cần được điều tiết phù hợp. Tốt nhất bạn không nên ăn quá nhiều. Vâng, bên cạnh những công dụng tuyệt vời của củ cải trắng mà chúng tôi vừa kể trên đây, thì quý vị cũng cần nên nhớ những lưu ý khi sử dụng củ cải trắng, đó là không sử dụng quá nhiều và thường xuyên trong một thời gian dài. Và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi clip. Những lưu ý khi sử dụng củ cải trắng. Dù tốt, nhưng việc ăn củ cải trắng cũng cần được điều tiết phù hợp. Tốt nhất, bạn không nên ăn quá nhiều. Ăn nhiều củ cải cũng có thể làm rối loạn tiêu hóa, gây đau bụng, đặc biệt là đối với bà bầu. Khi ăn nhiều sẽ làm tăng tiểu rắt, gây khó chịu do củ cải có tính lợi tiểu.
Phụ nữ mang thai mỗi tuần chỉ nên ăn 1 cho đến 2 bữa củ cải được nấu chín như củ cải hầm thịt, củ cải luộc, canh củ cải. Tuyệt đối không được ăn củ cải sống vì nó làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong thai kỳ. Đồng thời, cũng tránh ăn những món như củ cải muối dưa chua vì chúng không an toàn cho phụ nữ mang thai. Không ăn củ cải khi đang uống thuốc sẽ làm giảm đi công hiệu của thuốc. Do đó, hãy loại bỏ củ cải trắng trong thực đơn nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì hy vọng rằng quý vị sẽ sử dụng củ cải trắng một cách đúng đắn. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!